và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ lại một cái cấu hình để giúp cho tất cả anh em mà đang mong muốn biến một cái dàn nghe nhạc, dàn loa, dàn âm thanh nghe nhạc bất kỳ trở thành một cái dàn karaoke. Với một cái cấu hình ngày hôm nay chúng ta đang có ở đây là một cái cục vang cơ lai số và một cái bộ mic không dây. Thì cái hôm trước thì em có lên một cái clip chia sẻ em sử dụng là mic có dây. Còn ngày hôm nay thì sẽ lên đây ở đây cho anh em là một cái bộ mic không dây. Thế còn câu chuyện anh em sử dụng mic có dây hay không dây gì thì đấy là tùy các anh em, đấy là câu chuyện khác. Còn về cấu hình thì chúng ta chỉ cần hai cái thiết bị này thôi thì sẽ biến bất cứ một cái bộ dàn nghe nhạc nào như này trở thành dàn karaoke. Và ở đây thì với cái cấu hình ngày hôm nay em đang setup cho khách hàng là một cái con receiver của Pioneer với cả kết hợp với cái đôi loa Calip này, thì nó là một cái cấu hình nghe nhạc cao cấp. Và khi mà chúng ta setup với setup một cái bộ như này vào một cái cấu hình nghe nhạc cao cấp như này thì cái chất tiếng chất mic nghe nó sẽ như thế nào, anh em nghe sẽ cùng em nghe thử nhá. Và anh em sẽ cùng nghe thử với em cái chất tiếng của cái bộ mic không dây dễ tiếp cận nhất của thương hiệu MK Acoustic khi kết hợp với cả con vang cơ lai số này, giá rất là bình dân thôi. Lượng 1, 2, 4, 7, 5, 6, 2, 3. Lượng 1, 2, 4, 7, 5, 6, 2, 3. Ok, vừa rồi thì anh em cũng đã từng được nghe thử sơ bộ cái chất âm rồi. Thì với một cái cấu hình karaoke như này có thể nói là một cái cấu hình karaoke cao cấp dành cho gia đình, khi mà chúng ta kết hợp những cái con receiver cao cấp như này với cả cái dòng loa cao cấp như cái đôi Calip này thì cái đẳng cấp về chất lượng âm thanh của nó thì nó sẽ cao hơn những cái dòng karaoke loa ngang như này anh em nhé. Tuy nhiên nó cái với một cái cấu hình như này thì nó sẽ chỉ dành cho những cái đối tượng anh em mà chơi kiểu dạng chơi kỹ tính và chơi cao cấp. Cao cấp và kỹ tính anh em nhé. Còn nếu mà chúng ta chơi kiểu xuồng xã thì với cấu hình này nó sẽ không phù hợp đâu. Và các anh muốn nghe thử trực tiếp cái chất âm khi mà hát karaoke trên cái cấu hình này nó sẽ như thế nào thì em sẽ lên ở trong cái clip sau, ngay cái clip này anh em đón xem nhé.